Rồi ok các bác. Thì đây là cái video 1080 giữa mấy cái con S nhà Samsung ấy, S10 rồi S20, S21. Thì đây các bác có thể thấy ba cái con dòng S tiêu biểu nhà Samsung. Đó. Thì như đang trên màn hình ấy, em đang thấy là cái con S21 nó trông rung bá đạo hơn rất là nhiều. Đang đi bộ thôi, đã thử chạy cho các bác xem nhé. Chạy đây. Ôi chạy. Rồi ok, chạy thấy thôi. Nói chung là cũng không cần phải quay nhiều các bạn nó. Thực ra thì các bác bảo là so sánh ba cái con này thì cũng hơi khập khiễng, nhưng mà nhiều khi là cứ phải so sánh để cho biết được là mình có đáng để nâng cấp nhiều như thế không. Đó các bạn. Chứ thực ra thì cái con S10 ấy, cái con S10 thì nó cái thời nó ra mắt ấy, nó cũng khá là ngon rồi, nó cũng được anh em đánh giá rất là tốt rồi. Đương nhiên thì càng ngày nó phải càng phát triển, càng phải ngon hơn nữa rồi. Và em sẽ thử lại cái chỗ bông hoa kia xem thế nào, tại vì chỗ cái mùa này nó hơi ít hoa các bạn. Chắc cũng chỉ đi để xem các bác được test được cái chất ảnh của ba cái con này thôi. Rồi. Chạy lại cho nó nhanh nào. Ok. Đây các bác có thể thấy này, đây có một cái bông hoa. Phải chui vào mới thấy được. Đó. Đó. Rồi. Thì đang là kẹp ba con này bằng cái bằng cái dụng cụ thô sơ của em thôi, cho nên nó em cũng không nhìn được cái bông hoa đâu các bạn. Đó. Thì kệ nó đi. Còn nào bắn hết được thì cứ bắt thôi. Đây có mấy bông hoa này này. Đó. Các bạn thấy không? Rồi, ok. Đây có mấy bông hoa này này. Có mấy màu hồng nữa các bác ơi. Không còn cái màu quái gì nữa cả. Rồi, ok. Em thấy thế cũng khá là ổn rồi. Quay cái cây này. Cây này. Thực ra thì quay ban ngày em thấy là chất lượng những con camera điện thoại nó cũng gần như là ngon hết rồi. À, phải đi vòng quay mấy đứa bé này mới được. Đây là cái dãy sớm chợ thôi. Cái bé này trời ơi. Ngại quá. Nó ngại quá. Bin bị đâu rồi, thử bóng này, thử bóng này, đi về nhanh. Em quay mấy bông hoa chứ. Hello Linh Chi. Rồi, bây giờ kẹp ba cái điện thoại này vào như này, không biết nó lấy hết kiểu gì. Kệ nó đi, kệ trà đi. Ok. Đó. Như này thì mới biết được là nó như nào các bạn. Đó. Đây mấy bông hoa chụp. Đấy đây. Ok. Kẹp ba cái điện thoại thẳng hàng kiểu này này thì nó có vẻ cái khung hình nó sẽ không được gì ạ. Không được. Ok. Đây, cái đây, đây. Ok. Đây, mới được bé đã chạy mất rồi. Ê, thấy nó rồi. Thấy nó rồi kìa. chạy đi, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy đi.
Nó chạy rồi, nó sợ nó chạy rồi. Chạy rồi. Còn thằng này nữa chạy luôn. Chạy luôn. Chạy nhanh. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy nhanh. Rồi, ok, đây đây các bác quay. Mình cười quá, mà nó chạy hết rồi. Này đi về. Rồi, con S21 chống rung ác thật. Để ở đây xem nào. Nó sẽ thử chạy quanh cái này nhá. Đấy, các bác có thể thấy con S21 nhìn cái màn ảnh ấy, con S21 chống rung rất là ác luôn. Rồi. Úi giời. Rồi. Ok, đi về thôi. Phải khá nhiều rồi. Ok. Chạy nào, chạy nào, chạy nào. Chạy đó. À, đây có mấy cái hoa vàng vàng như thế nào. À, cổng nhà ông chủ trọ trồng khá nhiều hoa. Đó. Ok. Chạy chạy chạy. Ôi, sao có thấy con bé kia rồi. Đuổi theo nó. Đuổi theo nó. Úi, nó che mặt rồi, nó che mặt rồi. Úi trời ơi. Bạn này che mặt rồi. Không, không bác chơi đó, bác đi về mà. Bác đi về, bác đi về, bác đi về. Ok các bác, thì đây là cái cam trước giữa mấy cái con dòng S nhà Samsung. Thì hiện tại em đang kẹp ba cái con này bằng cái như trên màn ảnh, như trên hình em chụp trước đấy. Thì có thể cái khung hình của nó sẽ hơi bị lệch nhau một tí, nhưng mà không sao. Các bác thử xem cái chất ảnh của nó thôi. Đó. À, cái cam trước này thì em khỏi cần cái chạy chống rung như các bác, tại vì em thấy nó không ý nghĩa gì nhiều. Đấy các bác có thể thấy này, cái tán cây sau xong ghế em ạ. Rồi ok. Đó. À, rồi ok các bác, thì đó là cái cam trước. Em sẽ chuyển sang cái tối nay sẽ đi quay về cái cam mà khi mà quay ban đêm xem nó thế nào nhé. Ok. Rồi ok các bác, thì em đang nghỉ trong cái dãy trọ này đây. À, trời thì tối rồi, tối mịt mù rồi. À, đi tiếp. Lại gặp mấy đứa bé này đang chạy nhau. Bên kia đánh chị à? Bên kia đánh chị à? Phải không? Bên đánh chị đúng không? Bên đánh chị đúng không? Bên đi chơi không? Bên đi chơi không? Tối rồi, bên đã đêm gì? Tối lắm rồi. Ma nó bắt thì sao? Đi nó qua đây. Tối lắm. Trời ơi, tối ôm rồi, không nhìn thấy gì nữa rồi. À. Ôi giời, quay thằng bé này tối quá. Đi về, đi về, đi về, đi về Bin. Đi về, đi về, đi về Bin. Đi về, đi về, quay mấy bông hoa thôi chứ. Quay thằng bé này nó. Nó nghịch lắm. Đè, đi đâu bắt hoa không? Bắt hoa chơi không? Hoa chơi ơi. Đây. Đây là một bông hoa màu trắng này, có nhìn thấy gì không? Bin có nhìn thấy gì không? Đó. Quá tối luôn, không biết có nhìn thấy gì không? Đó. Ở trong này về tối rồi các bác. Đây là một chậu hoa nó rất là tối luôn. Đó. Ủa. Ủa, kinh khủng luôn, không biết các bác có nhìn thấy gì không? Thì mình đang kẹp cái điện thoại kiểu này nữa, rất là khó nhìn. Đó.
rồi. Tối không? Ô, cái bóng đẹp chưa? Thôi Bin, Bin trả chị đi Bin, Bin, Bin. Hỏng xe rồi, hỏng xe chị rồi, hỏng xe chị rồi. Đây thì mình mua hàng lúc sáng nay mình cũng quay đây. Rồi đêm này. Rồi, nó tối om rồi. Mình có nhìn thấy nội gì không? Rồi, ok. Đi tiếp nào. Bin nào tránh ra nào. Ờ Bin tránh ra để bắt nghịch nào. Bạn này thích thế. Con bé nó nghịch quá. Ok thế thôi, quay buổi tối thế thôi chứ. Mấy ông phòng trọ nhìn mình như thằng điên rồi. Đây đây có một bông hoa màu màu tím lúc nãy mình. Em có nhìn thấy gì không? À, ok các bác, thì em sẽ cắt thử cái đây, nó cũng khá là tối nhưng mà đây em ok các bác, thì em sẽ thử test cái chống rung của nó xem thế nào nhé. Đây nó cũng khá là tối đây, chạy nào. Đấy nó chạy về nhà luôn. Ok. Đây là cái cầm trâu ạ, thì nó tối đó và không biết là nó có chung một cái khung hình không, tại vì các bạn có thể thấy là em kẹp cái điện thoại nó cũng khá là kín cái màn hình nhé. Không có nhìn gì không, đây ta bây giờ ra sáng sáng đi nè, sáng sáng đi nè, đó có vẻ là nhìn hết rồi đấy. Không sợ nào, không sợ bác nữa. Bé này nhát rồi. Bin ơi, về đi Bin ơi. Về đi, về con. Về nhanh. Về đi. Thằng bé nó chạy ra mãi rồi kìa. Đi Bin, về đi. Sợ rồi. Tối quá. Đi vào cái nơi mà thật là tối chứ nào. Cái ngõ này khá là tối. Đó, tối không? Các bạn không có nhìn thấy không? Vì ngõ này nó cũng rất là tối mà. Mấy anh điện ở trong nhà hắt ra thôi. Ok. Thế thôi.